Alo, xin chào các đồng chí, các bạn thân mến của Lê Minh, từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Các bạn thấy hôm nay là chương trình ở Việt Nam cuộc sống những kẻ chuyên tạc chống phá đất nước, nói Việt Nam không phát triển, không lớn nổi, mà thấy chương trình và có nhiều những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Nó nói rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo nhân quyền, mà các bạn thấy dân Việt Nam đây là tôi đi đến một cái khu nhà thờ nha anh chị các bạn. Các bạn thấy những cái nhà thờ chùa chiền ở Việt Nam mọc lên như nóng vậy. Vấn đề mà nhân quyền, tự do tín ngưỡng và cái cuộc sống của người dân của mình rất là thoải mái. Tôi thấy còn bên Mỹ các bạn thấy một vô vấn đề pháp luật nó rất là răng đen. Nó rất là khắc nghiệt, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Cảnh sát Mỹ mà đụng vô nó là mà chỉ cần mà múa tay múa chân với nó là từ sức rộng rãi hàm cho tới gọi là banh xác. Mà các bạn thấy Việt Nam bây giờ nhà thờ chùa chiền, nói tôi nói đình miếu rồi, cái sự bày tỏ về tín ngưỡng của người dân rất là thoải mái, chứ không phải giống như những cái hiệp hội nhân quyền nó xuyên tạc Việt Nam theo cái đường lối của mấy cái tụi xuyên tạc chống phá đất nước. Những cái tự do tôn giáo ở Việt Nam các bạn thấy nó tôi thấy rất là thông thoáng, ngay cả đời sống dân sự của mình về cái đề pháp luật. Khi mà người dân và chính quyền có những cái conflict với nhau, có những cái sự xung đột với nhau thì sẽ được giải quyết, mặc dù nó cũng có những cái chưa được có thỏa đáng, nhưng mà nó dần dần sẽ được giải quyết theo cái sự tiêu cực, tích cực, xin lỗi, nó sẽ giải quyết theo cái sự tích cực nhiều hơn. Còn ở Mỹ các bạn biết, đụng vô pháp luật cái là tiền mọi không thuê luật sư, mà lái xe mà uống rượu mà sai xỉn được, mà giọt đèn đỏ hay là tai nạn được, nếu mà mình lỗi hay gì đó, các bạn thấy phần lỗi về mình là phải thuê luật sư rồi tốn kém kinh khủng, nhất là vấn đề mà uống rượu bia mà lái xe mà bị phạt. Các bạn thấy ở bên Mỹ thì nó rất là tốn kém. Các bạn thấy những cái ngôi nhà thờ ở Mỹ Tho nha các bạn, có cái nhà thờ cất gần 100 tỷ đồng hoành tráng. Tôi đi thấy những cái ngôi chùa này, họ dựng lên chùa chiền, họ sinh hoạt về tôn giáo rất là thoải mái chị các bạn thấy ở quê nhà những cái nhà thờ như thế này về tín ngưỡng và đời sống của người dân thì rất là thoải mái chị các bạn. Dạ chào, dạ cảm ơn, dạ tham quan chút nha. Các bạn thấy mà sinh hoạt tín ngưỡng về tôn giáo rồi thoải mái và vô tư chị các bạn. Ta thì là mình dừng lại đây, chúc anh chị các bạn gặp nhiều may mắn, mình đến tham quan cái ngôi nhà thờ này, xem cái sự sinh hoạt tôn giáo của người ta, thấy rất là thoải mái, và đời sống của những người tín đồ ở đây phải nói là cũng khá đấy, họ đi xe hơi rất là nhiều nha, xe ô tô rồi, các bạn thấy không? Xe tô đậu bên này đậu bên kia. Chính sách của đảng và nhà nước tôi thấy rất là uy tín bên trường, cho nên một số các anh chị các bạn lên trên mạng mà đánh phá tôn giáo với nhau đó không nên, tại vì làm gì mình đi ngược lại với lại tiêu chí chính sách của đảng và nhà nước trong vấn đề tự do tín ngưỡng và tự do sinh hoạt thoải mái. Chúng ta chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thế lực xuyên tạc chống phá đất nước,
không nên đụng vào vấn đề tôn giáo các bạn, nó gây phức tạp lắm, nó ảnh hưởng tới vấn đề an ninh chính trị quốc gia nữa. Thì một lần nữa Lê Minh xin tạm dừng ở đây, xin chào quý bạn chị các bạn, bye 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 bye. Bây giờ hỏng lớn rồi chứ.